Đây là phần tiếp theo của cái clip kia. Rồi anh đã nguyên cái chảo đó luôn để xào cá. Rồi. Đó. Nguyên một tô rau nửa ký nè, thấy không? Nó ăn mỗi bữa phải nửa ký rau vậy. Rồi. Nó người nó mới không tích mỡ được. Nha. Mọi người ăn rau nhiều lên nha. Mấy bạn ăn nhiều hơn được không? Được. Ăn ăn vậy thôi, ăn nhiều hơn chắc gì ăn nổi đâu. Giờ đó có mấy bạn ăn thay cơm á. Rồi, okay. Phi tỏi. Phải ăn con đối dinh dưỡng chứ không phải là ăn mất ăn đối. Thế mấy bạn hỏi là thay khoai. Thay cơm bằng khoai. Ít thôi anh ơi. Thật ra là cơm thì nó dễ ăn, nên ăn lượng của nó nhanh và nó dễ hấp thụ. Còn khoai thì sao? Khoai á thì cái lượng calo của nó lớn. Cái lượng calo của nó không lớn lắm. Có vẻ nó ít hơn cơm nhưng mà nó nhiều chất xơ. Nhưng không có nghĩa là bạn ăn nhiều nó không mạnh. Một vấn đề quan trọng á là cơm thì bạn có thể ăn hàng ngày để bạn có sức bạn còn đi tập được nhiều hơn. Mục tiêu là bạn phải càng ngày càng tập được nhiều hơn để bạn đẹp hơn, chứ không phải là mục tiêu là càng ngày bạn càng tập ít đi và ăn ít đi, bạn hiểu không? Đó. Rồi. Bây giờ tới phần xào cá. Rồi, xào cá nha. Giờ anh sẽ cho gì vô? Tỏi hả? Ừ. Rồi, tỏi nha. Hết phần tỏi lúc nãy. Xào cho vàng tỏi nha. Ừ. Ăn nhiều tỏi có tốt không? Tốt. Tỏi có rất nhiều chất kháng viêm và chất chống oxy hóa. Điều đó nó tốt cho việc mà các bạn phục hồi nhanh cơ bắp. Rồi, tới giờ cơm này em đi uống sữa chua nè. Này em đói quá, anh nấu lâu quá anh đâu. Bây giờ anh nấu liền tay luôn, lâu. Cho anh biết cảm giác trưa nay như thế nào. Rồi bạn chưa, cho cá vào nào. Rồi bạn ơi. Ừ. Chưa, thêm một chút nữa. Được rồi, anh cho cá vô đi, nó sẽ thơm. Không cần cháy tỏi lắm đâu. Đó, thấy chưa? Có cần cái xà beng không? Rồi. Ngon quá. Anh ăn đảo đều cho tỏi nó đều luôn. Anh ăn đảo cho đều ấy. Đó, các bạn sẽ xào cá. Rồi bây giờ nêm cá, anh thấy chén nước mắm hay đó không? Đấy. Rồi cho chén nước mắm nó vô là bằng lượng nửa muỗng nước mắm cộng với ớt á mấy bạn. Đó. Gần lại đây nè. Mắm á thì chúng ta ăn nhiêu đây thôi nha. Đây. Đây nhiêu đây nước mắm. Ừ. Rồi. Tôi nói nè, nhiều bạn á ăn nước mắm á mà tới buổi á ăn cho cố nước mắm vô, các bạn ăn mặn mặn quá thì vấn đề gì, cơ thể nó tích nước. Nó tích nước thì sao? Nó tích nước thì cơ thể các bạn mập lỏng lỏng bà lỏng bỏng. Và nhìn nó rất là xấu, nên ăn mặn vừa vừa thôi nha. Rồi. Ăn mặn vừa là vậy đó. Ít như thế thôi, không có nhiều đâu. Rồi xào lên. Tại vì cái này là chúng ta đã, nhiều bạn đã chấm mắm mà còn ăn thêm muối nữa. Nó quá mặn hay. Khi các bạn ăn quá mặn, cơ thể nó gây nhiều vấn đề về thần lắm. Bệnh lý tùm lum hết trơn á. Nó dư cái lượng muối hả, nó mệt lắm. Thì thôi ăn ít đi nha. Nên ít bạn tập ăn lạc lạc chút nó tốt cho cơ thể của các bạn hơn. Rồi xào cho tới khi nó chín nha. Ừ. Anh cho em một cái kéo đây, em làm nước tương ớt. Ăn nước mắm đi nhờ. Hả? Hả? Anh muốn ăn nước mắm hay nước tương? Nước tương đi. Ừ. Rồi nè, thấy nó chín rồi đó. Chưa có chín, trời ơi, cá mà anh làm như là trứng á. Mới có 30 giây à mà đòi nó chín. Em lo lắng thì này sắp tới á. Anh sẽ ăn đồ sống đó. Em lên lương thực sẽ bị đi rồi. Nè, anh coi căn bên kia sôi chưa? Sôi rồi. Anh này mở nắp nó ra nè. Cái dẻ nấu cơm đâu? Quên. Rồi anh đảo cá nó đi, anh đừng đảo nó nữa. Hơi ít nước thì phải, anh cho thêm một chén nước đi. Thôi. Không phải cho vô cá, cho vô canh. Không nói.
Em nói là canh hơi ít nước thì phải. Em kêu hơi ít nước thì em đâu có kêu cái gì hơi ít nước. Em đang nói anh nấu món canh thì tức là vấn đề liền sau đó em sẽ nói là liên quan đến canh. Quá. Rồi. Môn này khó quá. Cô khó hiểu quá. Rồi nè. Muỗng. Chưa bỏ vô đâu, anh múc một ít bột nêm thả vô canh đi. Một nửa muỗng bột nêm hồi nãy á. Thay đơn guốc. Trời ơi, nhiều quá à, bớt lại ít đi. Rồi. Biết ngay mà. Đổ vỡ nè các bạn. Hạt nêm đã rơi. Đổ một chút. Nãy giờ. Rồi, đảo đều nó. Rồi để đó cho nó chín đi. Rồi bây giờ quay lại cá nè. Anh biết nấu hai món phân xong như vậy chưa? Biết rồi. Anh bỏ cái muỗng qua cái chảo đi, không tí cái muỗng nó nóng anh cầm anh bỏng tay á. Muỗng kia kìa, cái muỗng canh á. Rồi. Cá chín chưa nhỉ? Chín rồi. Làm sao nó còn sống cho nổi. Chín rồi. Rồi, chín rồi thì anh hãy bưng ra bàn đi. Tiên tiên. Sắp xong rồi. Không cần lót đâu. Cháy bạn. Bạn dày vậy sao mà cháy được. Nó không cháy, hư mặt nhựa nguyên nghe nhựa hết. Nó đã hư sẵn rồi. Rồi. Rồi anh hãy ngồi đây đi. Ngồi đây đúng không? Đúng rồi. Anh làm cho cá nó nguội. Nguội bớt rồi anh mới trộn nó được. Ừ. Để em hạ cái này xuống. Đó các bạn thấy không? Nấu ăn nó không có đơn giản gì đâu. Các bạn nhớ nha, coi Uni nấu nha, chứ đừng coi tôi nấu, coi tôi nấu là bán nhà. Không có gì để ăn đó. Bữa nấu ăn ngon các bạn thấy không, cái cách nấu của Uni rất là phức tạp. Nên mà để ăn được bóc dáng mà thay đổi nhanh như Uni là các bạn cũng phải luyện tay nghề nấu ăn dữ lắm luôn á. Làm sao mà vừa dinh dưỡng, vừa không có bị quá nhiều dầu mỡ mà nó lại ngon, ăn ngon mới tập luyện tốt được, đúng không? Rồi. Rồi từ em đổi góc quay cho nó sáng. Anh làm cho cá nó nguội. Anh tặng cá nó ra. Bên kia thôi để em tự bưng. Ê, đó, đó. Để em tự bưng mẹ. Để đây mới thấy nè. Thấy vừa ăn vừa đồ ăn luôn. Rồi, anh làm cho cá đi. Cái gì? Làm cho cá nó nguội, làm cái trộn bằng tay được chứ. Cơm trộn mà. À, vậy hả? Tảng nó ra nè. Tảng ra đúng không? Rồi, bóc cái này. Tảng phút mà. Rồi. Cho hào nè, mayonnaise nè, nước tương nè, nước tương nè. Rồi xong, chưa đổ trứng, giờ anh đi đi ốc la trứng đi. Được ớt nè. Rồi đi ốp la trứng nè. Đó, chảo đó. Dầu không? Có chứ, trứng phải có dầu anh mới không dính trứng. Rồi. Rồi chén đều. Ốp từng trứng nha. Sao sao bỏ đây nè. Ừ. Để trong dĩa đó đi, tí để này để hai cái cơm. Dĩa này nãy để cá nè. Ừ vậy thì bỏ trong cái này đi.
Em ăn trứng vừa tới thôi, em không ăn trứng chín lắm đâu. Cho nó đẹp. Thì trứng này mình đập cho nó đổ vô đó hay là bỏ tay em bóp cho nó xịt? Tùy anh làm sao cũng được hết trơn. Rồi vô nào. Nó sẽ đập ra hư cái văn vỏ tầm tầm này. Rồi. Rồi cá nè. Chiên riêng chứ. Chung chứ. Chung là sao, tí đôi chia đôi ra á? Chung mà. Chưa. Nghi quá, nghi đây là anh sẽ làm vỡ trứng quá các bạn. Thôi em nghĩ rồi, bỏ ra cái đĩa là hợp lý. Tí lấy cái đĩa đó múc cơm luôn. Đây em cái chén này. Ơ đập chung à. Riêng mà. Đập vậy sao mà nó chín đều được. Rồi, chín rồi nè. Rồi lấy ra đi. Có cần lấy xà beng không? Có. Đen nè. Rồi xong, khoảnh khắc định mệnh đã tới. Liệu có bể không đây? Rồi xong, anh ấy đã không đủ kiên nhẫn để lật trứng mà anh ấy đã đổ ra. Đen. Chưa có bể. Bể rồi. Bể rồi còn đâu nữa mà chưa bể. Trời ơi, có ai úp lai trứng như vậy không? Cùng lắm bà cũng ăn vô miệng thôi chứ có gì đâu. Phải đẹp chứ. Rồi với hai cái ba tay nào. Không cần ba tay, trộn bằng muỗng với đũa được rồi. Thôi thôi khỏi khỏi. Canh được rồi á anh, tắt canh đi. Trứng đẹp hơn. Trứng đẹp hơn là trứng của em. Đó. Cho này vô giữa luôn rồi, thấy không? Đó, chín diện vô giữa luôn. Nhưng mà anh đập cái lòng đỏ ra. Đi. Cho nó chín, chứ để nguyên cục vậy nó chưa có chín, nó còn hơi sống quá. Rồi, được rồi, được rồi, rồi. Rồi anh hãy tắt bếp đi. Đừng đổ nó ra đĩa nữa. Ồ, đều luôn đó, đẹp chưa? Rồi xong, hết chưa? Bể luôn cái trứng. Rồi đi ra trộn cơm nè. Em kêu anh đập mà. Anh đập anh còn cháy thế nữa. Cháy đâu. Rồi đi rồi. Để ra chứ. Không, để trong chả đó cho em tí, em có cách em làm. Nó rồi. Nguyên. Bừng nguyên cái tô trứng này đi, trời ơi. Bừng chả luôn không? Không, để đó cho em tí, em làm. Em bừng này là đúng không? Đúng rồi. Rồi đi, đi ra trước đi. Em đi ra trước đi. Rồi quá. Đó, rồi. Đó, thì em kêu... Ten chưa? Mới có 13 phút rồi à. Rồi, giờ làm sao? Rồi. Để em nâng cây này lên, để em chĩa xuống nha. Cái xà beng của anh đâu? Anh phải đem ra để anh trộn cơm chứ. Rồi. Rồi, đây. Em dâm nó lại. Ủa, từ từ em phải tính lại chứ, anh đừng có này em. Rồi xong, bây giờ nguyên liệu anh đã có trên bàn là cá, rau và cơm. Rồi bây giờ anh đổ hết cho anh trộn vô. Rồi, cơm nè. Rồi. Rồi rau. Rau. Sao cái này anh nấu sao mình không nấu, không nấu chung vô luôn là nha anh ta. Nấu chung thì còn gì là cơm trộn nữa, nó là cơm xào rồi. Rồi bây giờ anh trộn đều lên. Anh cho một dầu hào hả? Cho 2 muỗng dầu hào đó. Nhiều ha. Tại vì nãy cơm anh đâu đã nêm đâu. Rồi, tính 1 muỗng đó. Rồi. Rồi. Rồi.
ớt. À, mayonnaise anh có ăn không? Dạ. Anh ăn thì anh xịt vô. Rồi. Ý thôi. Anh ăn không có sợ đâu, ăn tập nhiều quá. Nhưng mà mình đang làm cho các bạn coi rồi mà. Rồi tương ớt. À, cái này đã nói sẵn trước rồi. Bạn nào mà phải ăn ít thôi, ăn nhiều mà phải chịu. Còn muốn hạn chế tối đa nhìn luôn mayonnaise thế thôi. Sự thật nó phủ phàng thế. Người tập nhiều phải được ăn nhiều hơn chứ, đúng không? Rồi. Đó, đẹp chưa? Rồi đẹp rồi. Hãy trộn lên nào. Và anh làm sao cho tất cả nó đều với nhau nè. Nói chứ 2 chén cơm cũng nhiều quá ha. Giỡn hoài, em quất nửa ký rau vô, 4 lạng cá vô. Cộng hết đống này còn phải ký đồ ăn. Để mình làm sao ăn hết đây. Mình sẽ tối coi quân cấp nữa. Hai quân cấp rồi, cứ quân cấp hoài. Messi đã về nước rồi. Không nén. Ừ. Nó đi ăn như thế thôi, không ăn nhiều đâu. Đây. Mình sẽ làm tương tự, cấp cái đĩa vô. Rồi. Đó. Đó. Phần của Yuni. Em dọn bớt những cái đồ không liên quan đi. Đây.
Đây là trứng là nấu la đó các bạn. Các bạn nam mày học nấu ăn đi, học nấu ăn mới có người yêu được. Con trai bây giờ không nấu ăn là không có người yêu và ế vợ đấy. Cha anh đang học nấu ăn nè, cha ra lòng trắng. Xong chưa? Chưa. Em đẹp nè. Mình ăn bằng mắt mà, phải đẹp chứ. Đúng. Phần của anh quá trời luôn, không biết trang trí kiểu gì luôn. Phần vô đi là đẹp hơn. Rồi. Nào, review món ăn nào. Rồi, vô ăn nha. Phải review món ăn đó hả? Ừ, review thành quả của anh chứ. Rồi đây, đây là cái món cơm cuộn. Cơm gì? À, trộn cơm trộn, xin lộn hoài. Đây, xỉ lên cho xem nè. Rồi. Nha. Rồi, tôi với Jonas ăn cái món cơm trộn này nãy giờ là hai đứa mình làm hết một tiếng đồng hồ cho món cơm trộn này. Hy vọng mình sẽ ăn rất là ngon. Và theo cái cách thức nấu của Jonas thì chắc chắn là sẽ ăn rất là ngon. Thường khi bạn ăn ngon gì thì dinh dưỡng rất là tốt. Và bởi dinh dưỡng tốt thì cơ thể của bạn nó mới thay đổi để nó trở nên khỏe mạnh hơn được. Nên các bạn hãy chịu khó ở nhà các bạn nấu nha. Nào tự tận hưởng thức thành quả của mình đi. Nó hết chụp hình đã, chụp hình đã, chứ chụp hình mà. Chụp xe giờ. Rồi tắt đi, tắt đi, tắt đi. Rồi sao có khúc sau? Thôi khỏi khúc sau đi, ngon mà. Thôi khúc sau review đi. Rồi ăn nha, ăn nha. Giờ ăn nha. Ăn, ăn đây là tí em chụp cho cái đĩa nè. Rồi, giờ tôi ra ăn với ớt. Đó, em lấy cái máy em quay đi. Ăn ớt nè. Phải lưới một chút ớt vô. Đó, em thấy ngon rồi. Bỏ nhiều ớt vô. Đây, cận cảnh mặt. Đó. Để cho, ngon quá. Thành quả cả tiếng đồng hồ. Ngon quá. Ngon lắm luôn. Sao, vừa không? Vừa. Ê, đừng trộn lên để tí chụp hình. Tí cầm quay mặt ra kia chụp hình. Cơm bao giòn luôn, cực ngon quá, thế ngon lắm, rất nhiều rau, ăn phải nhiều rau vẫn mới ngon. Các bạn bắt trước mình nấu món này ăn nha, ngon lắm, nhưng mà ăn xong nhớ tập sắp mặt, ăn cho nhiều thì tập cho nhiều nha. Ok, bye bye, ăn cơm ngon nha, đừng. Bye bye các bạn nha. Rồi.